Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do tối thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016. Mở đầu phần tin thưa quý vị, sáng nay kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 của Việt Nam khai mạc tại Hà Nội. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết có gần 3.000 ý kiến của dân chúng trong cả nước được thu thập gửi đến các đại biểu Quốc hội lần này. Theo bản tin của Thông tấn xã Nhà nước Việt Nam, thì dân chúng băn khoăn về vấn đề kinh tế phát triển không bền vững, năng suất lao động thấp, lo ngại về tai nạn tham nhũng, ô nhiễm môi trường, về chuyện ngập lụt và kẹt xe trong các thành phố lớn. Ngoài ra, cũng theo thông tấn xã Việt Nam, có những ý kiến lo lắng rằng Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự xây đảo nhân tạo ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Mặt trận Tổ quốc là tổ chức tập hợp các toàn thể do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ông Vũ Hồng Thanh nói rằng chính phủ cần có nghị quyết xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến Phật Mô Sa, để ổn định đời sống và ổn định kinh tế xã hội của bốn tỉnh miền Trung. Ông đề nghị là chính phủ phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho dân chúng vùng bị thiên tai và bị ô nhiễm môi trường. Xin nhắc lại là từ đầu tháng 4 năm nay, nhà máy Thép Phok đóng tại vùng án Hà Tĩnh do người Đài Loan làm chủ đã xả chất thải độc ra biển làm cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh duyên hải là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công ty Phok đã nhận trách nhiệm và đạt được thỏa thuận đền bù cho Việt Nam 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc đền bù thiệt hại của chính phủ cho dân chúng vùng bị thảm họa môi trường đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ. Người dân cho rằng số tiền mà họ được đền bù quá ít so với thiệt hại mà họ phải chịu. Hơn nữa, thời gian đền bù chỉ kéo dài có 6 tháng thì sau đó họ vẫn không có phương tiện để sinh sống vì biển vẫn còn bị ô nhiễm. Vì lý do đó, hàng ngàn người đã tổ chức những cuộc biểu tình ôn hòa đòi nhà máy Poclsa phải rút khỏi Việt Nam. Ngoài ra, người dân vùng Quỳnh Lưu, Nghệ An đã gửi hơn 500 lá đơn kiện công ty Poclsa đòi bồi thường cũng như chấm dứt hoạt động tại Việt Nam. Tiếp tục phần tin tức tối nay, Đại sứ quán Trung Quốc ở Rome hôm nay lên tiếng về việc chính quyền thành phố Milan của Italia có kế hoạch trao danh hiệu công dân danh dự của thành phố nổi tiếng này cho Đức Đạt Lai Lạc Ma vì lãnh tụ tinh thần đang phải sống lưu vong của người dân Tây Tạng. Thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome cho rằng, việc làm đó của Hội đồng thành phố Milan làm tổn thương nghiêm trọng tình cảm của người dân Hoa Lục và sẽ có tác động tiêu cực đến mối quan hệ song phương cũng như hợp tác khu vực giữa Trung Quốc và Italia. Tin cho biết hôm nay, Đức Lạc Lai Lạc Ma có cuộc gặp với Hồng Y Angelo Scola của Milan trước khi ngài nói chuyện với sinh viên Đại học Milan Bicocca. Bắc Kinh luôn cáo buộc Đức Lạc Lai Lạc Ma đứng đằng sau chiến dịch đòi độc lập cho Tây Tạng và dùng lời lẽ nặng nề như uh, cáo đội lốt thầy tu đối với ngài. Tuy nhiên, Bản thân Đức Đặc Lai Lạc Ma nói rõ, Ngài chỉ mong muốn chính quyền Trung Quốc dành thêm quyền tự trị cho người Tây Tạng mà thôi. Bắc Hàn hôm nay lại cho phóng thử nghiệm một hỏa tiễn đạn đạo musudan Tuy nhiên, vụ phóng thất bại vì hỏa tiễn nổ ngay khi được phóng đi. Giới chức giám sát của Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho rằng, vụ phóng thử hỏa tiễn được tiến hành vào lúc 6 giờ 30 sáng giờ địa phương từ thành phố Kuson ở mạng Tây Bắc Hàn. Hỏa tiễn được phóng đi hôm nay tương tự như hỏa tiễn phóng hôm thứ Bảy vừa qua, đây là vụ phóng hỏa tiễn thứ 8 của Bắc Hàn trong vòng 7 tháng qua. Ngay sau lần phóng hỏa tiễn mới nhất trong ngày hôm nay của Bắc Hàn, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân miền Nam ra thông cáo lên án cái mà cơ quan này gọi là hành động khiêu khích, vi pháp liên tiếp nhau. Nhật Bản cũng có lên án tương tự và cho biết sẽ có công hàm phản đối gửi đến Bắc Hàn thông qua Đại sứ quán của Nhật ở Bắc Kinh. Và cuối cùng, thưa quý vị, siêu bảo Hải Mã một trong những trận bão lớn nhất thổi qua Philippines, được ghi nhận cho đến nay làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Trận siêu bão bắt đầu hành hành từ khuya hôm qua, với sức gió được nói tương đương với trận bão Hải Yến hồi năm 2013. Thiệt hại nhân mạng do bão Hải Yến gây nên lúc đó là gần 7.400 người. Siêu bão Hải Mã quét qua khu vực bắc đảo Luzon, gây lở đất, và đây là nguyên nhân khiến 4 người thiệt mạng vì bị chôn vùi trong đất bùn. Sức gió được ghi nhận là 225 km/h, giật lên đến 315 km/h tin cho biết sáng nay bão Hải Mã giảm sức gió và đi vào khu vực Biển Đông hướng về phía nam Hoa Lục. Đây là cơn bão số 8 trong năm nay đi vào khu vực Biển Đông. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Trung Cang xin kính chào tạm biệt.